Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm THQZN Kit. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về THQZN Kit cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của THQZN Kit Kẽ Nano Gluconat 285mg Selenium 2000ppm12mcg Công dụng Bổ sung lượng kẽm cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu kẽm ở trẻ em, người lớn và phụ nữ mang thai, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Chỉ định Trẻ em chậm phát triển, Trẻ quấy khóc về đêm do thiếu kẽm. Người có sức đề kháng kém, dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa. Phụ nữ có thai và cho con bú. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ dưới 0 đến 24 tháng tuổi dùng theo hướng của bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Trẻ em từ 2 đến 9 tuổi, 5ml, 1 đến 2 lần một ngày trẻ em vị thành niên từ 11 đến 18 tuổi, 5 ml, 2 đến 3 lần một ngày. Phụ nữ có thai HOAC phụ nữ cho con bú, 5 ml, 2 đến 3 lần một ngày hoặc sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ. Dùng trước bữa ăn, uống trực tiếp hoặc pha loãng với một ít nước ấm khi uống. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm THQZN Kit, đồng thời biết cách sử dụng THQZN Kit, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham